Rồi chào anh em nha. Chào anh em đến với YouTube Dòng Cỏ Tây Ninh Fishing nha. Bữa nay trở lại cái chỗ quen thuộc anh em, hầm quen thuộc chơi nha. Sáng sớm thấy cá ăn bóng nhiều dữ chứ. Có một số anh em ở trên tỉnh nè vô trước mình nữa. Mình tính là mình đi sớm, ai về anh em còn đi sớm hơn mình nữa. Rồi bữa nay vô chơi lại bài cám cũ nha anh em. Hầm của chú Bảy Đông á. Bây giờ mình ra cần chơi chứ anh em ơi. Kéo anh chị nó chưa ấy mà có nó lúc rồi quá trời luôn mà chỗ đó không dám đánh sát vô cái nó ăn đá vừa nói lên luôn kìa, ông Dục hay quá mà rồi luôn, hiểu luôn á, Dục nghe họng luôn rồi, qua Dục giùm tôi cục coi. khoan từ từ để quay cho em nó đá ra. Thảo không? Ồ, lên cá nha. Được không? Cũng được à. 2-3 kg hả? À. Ép luôn nên có cái bực á. U, ngon rồi. Ồ. Được. Ồ, bị cá ca luôn. Này 2,5 kg. Vô luôn ha. Coi nhớ. Vô kèo. Có đang chạy không hơi xa quay qua biển rồi rồi nhìn thấy quay chặt quay quá xin con cá quên á anh ơi quay cá dưới nước. Kiếm nó rồi, kiếm nó đâu. Anh cá anh em ơi. Đây nữa. Ui. Từ từ xuống con. Dưới lại.
Ngàn bên bấm đi. Ok, ok luôn. Cá bự luôn. Rồi thả lên cá nữa. Thả cô Trang là cá thảo. Ghê 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 chưa. Mạnh lên. Không, con này con nhỏ con hành nãy mà. Bữa nay Bin có chuyện làm luôn tơ. Mà chuyện làm tao xuống cần kìa. Tao chưa xuống cần. Con cá đi. Tránh con nào bự chưa? Lô. À, bữa nay quánh ở trên hầm này hầm kia làm gì vậy? Bảy đông. Đông gì đó. Bảy đông, bảy đông ở trên Châu Thành á. Ừ, bữa nay trên đây nó quá sâu, hầm quánh chắc 70 mét có. Ê, anh chỉ đúng chỗ chưa? Toàn lên cá nha. Lên. Cần của anh này quá chứ mấy à, cần nặng. Xuống rồi cuốn. Xuống lại đánh đi. Cuốn rồi, anh cuốn lên nè. Chào rồi.
xanh cái trắng quá. Ta rồi. Nửa ký. Ký mày. Cá thì ký hai. Bắt mãn vô phương trị. Lên cá anh em ư. Tiếp tục đánh gió. Sáng làm được con 3,5 kg. Vậy biết nãy tao dắt mày xuống ao đâu luôn. Qua bài cá cũng không phát mà biết. Tao quăng cá lớn, nó cái to. Cá nhiều quá. Lỗ đó là ngăn. Tới cái điểm đó ăn. Dây nhỏ nó đi thoải mái. Thấy điểm ăn, tới điểm ăn mà không có điểm làm sao. Đó, nó cũng ở giữa hàm đó thấy không? Lên đi móng giữa hàm đó. Dính luôn rồi, ăn trên tay luôn rồi. Hay quá ta. Tới điểm ăn, tới điểm ăn. Trời nó quánh qua 17 luôn rồi. 19, ngay lâu 19. Con này 19 rồi. To, quánh lâu 16 không nhờ. Qua, qua, qua. Chưa, chưa kịp thả cá, chưa kịp ấy cá nha anh em. Chưa ngay độ nha. Thôi rồi, chơi cũng một bữa dưới quýt. Cũng có đánh chuột. Đâu, không có vỏ đó. Ngóc chưa? Đi về bên đây phát rồi. Tao quánh cần cho tao biết, cần nhỏ nhỏ nó quánh cũng được. Đúng không? Chàng cái gì vậy? Chàng ngoài nè. Nó anh nói đó, anh nói đừng có chàng. Cái gì đó trời. Phải chơi liên tục vậy nè, hai con. Hai cá chó nha. Đưa con cục, đưa con cục. Lên bờ. Quá đẹp, dịnh luôn em. Dịnh tay luôn á. Ăn thiệt chứ bụt. Dịnh tay luôn mà. Quấn tới điểm ăn, quấn tới điểm ăn. Trời ơi. 2 kg. Cục một miếng nữa anh. Có xôi, có xôi. Con này có xôi á. Xôi dẫn đầu 2 kg mấy, 2 kg rưỡi mấy. Này cũng 2 kg rưỡi. Lên cá, lên cá. Đã mới chuyện, mới chuyển tiền, mới chuyển tiền bữa trước được mà. Dạ dạ anh kia anh gửi nguyên hình qua bên Facebook hay là gì cho người đó đó, cái số tài khoản y chang luôn, nói đâu có khác đâu. Dạ dạ. Chết dịch. Bỏ bọc anh luôn. Bỏ bọc luôn đi em ơi. Anh nào anh Châu có mày. Rồi đọc sôi lên cho ta đi. Ở trên nhiêu? Không sôi ở trên 2,5 kg mấy à. Yeah. Toàn lên cá nữa. Còn lên cá nữa. Con
nữa hay gì. Thảo lên cá nữa nha. Thảo này làm dữ quá mà. Tình hình là mưa anh em ơi. À, anh em cần thủ thấy sướng không? Sướng không? Sướng không? À. Mưa gió đó. Quá trời rồi. Bữa nay là tình hình là đầu hầm chiếm lĩnh thị trường anh em ơi. Giữa hầm thua, cuối hầm thì còn vớt vát được chút chút. Bữa nay nhiêu có sôi nhiêu là đầu hầm làm sạch. Thảo lên cá nữa nha. Tao mà tao bóc gì xuống đó á.